tiếp tục dừng lại thôi. Thoải mái luôn nè, luôn nè. Tiếp giáp được cái phần của cái hàm kia luôn nè. Tiếp giáp luôn. Đó, nè bây giờ nè. Nhớ chú ý là lắp luôn nè, lắp luôn nè, lắp. Hết màu rồi. Hết màu rồi, nhúng màu thêm vô nè. Thấy không, mình ngồi một chỗ mà mình đâu có không cần phải xây, con người cũng không cần phải xây cái cung, mình chỉ xây cái tay mình thôi, cái tay mình luyến lái cái tay mình thôi. Thì chị em ráng đặt đi, ráng đặt như là ráng ngồi một chỗ vậy nè. Nếu mà chị em mà đặt được vậy là mình mừng lắm á, chứ sao không, không chót chỗ chứ ngồi cây tùm lưng ngồi chót chỗ chân nè. Rồi tiếp tục nha, nhớ là chú ý là rồi sau khi làm gì nữa nè, quan sát coi có phải là độ tối rồi đúng không. Rồi tiếp tục nha. Rồi nè, nếu mà chị em sợ thì em lấy cái cọ nhỏ, còn không thì cứ lấy cọ này đi. Rồi cọ này nè, đâu có làm gì đâu đúng không, đúng nha. Rồi ghét nè, ghét nha, chú ý là ghét phải ráo ráo nè. Rồi mình cứ ra, rồi ra cái chỗ này là nó đậm mà. Ừ, rồi đã nguyên đường luôn nè, chú ý nha, con mắt còn có giò nè. Thấy cái tư thế cọ mình để đứng lên không nè, chú ý nha. Rồi vô đây nó mỏng mỏng dần nha, nè chú ý nha. Rồi vô đây luôn nè, vô đây luôn nè, rồi mỏng 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 dần nha, chú ý nha. Rồi bây giờ chưa đâu nè, không gian này to lắm phải cho nó giặt giặt ra xíu.